Hello, xin chào các bạn Mời bạn theo dõi tiếp những diễn biến của Thế vận hội cờ vua lần thứ 45 Đang diễn ra tại thủ đô Budapest của Hungary Ở video hôm qua các bạn đã biết Sau vòng 3 thì đội tuyển Nam Việt Nam gặp đội tuyển Kazakhstan Đội bạn tung ra đội hình rất mạnh gồm 4 đại kiện tướng Và để đáp lễ thì chúng ta cũng đưa ra đội hình mạnh nhất gồm 4 đại kiện tướng trong đó có một siêu đại kiện tướng là Lê Quang Liêm. Kỳ thủ số 2 Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường Sơn và kỳ thủ số 3 Lê Tuấn Minh, mặc dù có elo cao hơn nhưng đã bị đối thủ cầm hòa. Bất ngờ ở bàn 4, đại kiến tướng Trần Tuấn Minh dù có elo thấp hơn nhưng đã xuất sắc chiến thắng. Liệu rằng ở bàn 1, Lê Quang Liêm có thể chiến thắng hay không? Mời các bạn theo dõi ngay sau đây. Ở ván này, Dennis Maniop được cầm quân trắng đi trước. Anh mở màn muốn giúp D4. Lê Quang Liêm đã trả bằng đúng F6. Tiếp theo, trắng đi tốt C4, đen đi tốt E6 mở đường cho tượng phát triển. Trắng đến tốt G3 giải phóng ô cho tượng G2 kiểm soát đường treo lớn. Đen đi tốt D5 gạ đổi. Trắng không đổi tốt đen mà phát triển mã e 3 Đen cũng không đổi tốt trắng mà lên tượng E7 chuẩn bị nhập thành. Trắng cũng lên tượng G2 với mục đích tương tự và theo đúng kế hoạch, đen nhập thành, trắng nhập thành. Tốt đen là C4. Trắng đi hậu C2 bắt lại tốt đen C4. Đen biết là khó lòng giữ được tốt. Duyên đẩy tốt A6. Hậu trắng mang C4 và đen đẩy tốt B5 tấn công hậu ngay. Đồng thời giải phóng ô cho tướng đến B7 kiểm soát đường cháu lớn. Trắng đẩy tốt A4 chặn lại. Không dâng được tốt B5. Đen lên tượng D7 chuẩn bị lên C6 tranh giành đường cháu lớn với tượng trắng. Hậu trắng C4. Đen hoạch lên tượng C6. Trắng phi tượng lên G5. Đen phát triển mã B lên D7. Trắng nhảy tiếp mắt C3 lấy kết sau xe. Đen để tốt H6 đuổi tượng trắng. Không muốn mất công chạy tượng, trắng đổi luôn tượng vào mã của đen. Nếu đen lấy tượng ăn lại tượng trắng thì trắng sẽ để tốt A5 ngăn mã đen phát triển. Đen gì sẽ sang E8 giải phóng ô cho mã nhảy vào F8 rồi nhảy tiếp lên G6. Thì trắng dừng tốt E4 tạo thành cặp tốt mạnh chiếm lĩnh trung tâm. Dọa đẩy tiếp D5 bắt chết tượng đen. Cũng thể bình hai quân xe sang kiểm soát trung tâm. Nhìn chung trắng sẽ chiếm được ưu thế ở thế cờ này. Do đó ở ván cờ thực tế Đen không lấy tượng mà lấy mã ăn lại tượng trắng Ngăn tốt trắng E4 Trắng dịch sẽ ép sang E1 Làm bà đạp cho tốt tiến lên Không cho trắng kịp thực hiện ý đồ này Đen đi D5 tấn công hộ trắng Trắng đổi luôn mã lấy tượng của đen Tốt đen ăn lại mã trắng Vẫn tiếp tục tấn công hậu trắng Trắng chạy hậu B3 Tấn công tốt B7 Đen dịch sẽ sang B8 bảo vệ tốt Và tránh khỏi đường chéo lớn Trắng đẩy tốt xuống A5 Đen để tốt C6 củng cố cho tốt D5 Trắng nhảy mã E5 chiếm lĩnh trung tâm Đen lên tượng D6 tấn công quân mã mạnh của trắng Lúc này trắng lên để tốt F4 Thêm quân bảo vệ mã Tượng đen là mã trắng Thì tốt nào trắng ăn lại cũng đều khiến cho đen phải chạy mã Trắng sẽ kiểm soát được nhiều không gian hơn Lợi thế sẽ nghiêng về với trắng Tuy nhiên ở ván cờ thực tế Trắng không để tốt F4 Mà chạy mã về D3 Đen dịch sẽ xe sẵn xe E8 kiểm soát cột nổ E. Trắng lùi vào về C2 mở đường cho tốt B2 tiến lên. Đen lên xe E7. Trắng giữ tốt B4 bảo vệ tốt A5. Sau đó xe trắng A1 có thể di chuyển. Đen hiệu C7 trồng nguồn tượng và mở đường cho xe B8 xuất chiến. Trắng nhìn mắt C5 chiếm lĩnh hào địa thế. Đen theo hoạch bình xe E8. Trắng để tốt E6 bịt cột nổ E lại. Đen đẩy tốt G6. Trắng lên xe 2 chuẩn bị trông hai xe trên cột nửa máy e. Đen dừng tiếp tốt H5 định dừng cao hàng tốt tấn công cánh vua. Trắng theo hoạch bình xe 1. Đen đẩy tiếp tốt H4 gạ đổi nhằm mở thành của vua trắng ra. Trắng đi hậu D3. Đen lên vua G7 mở đường cho xe sang kiểm soát cột H. nay với việc đen đang triển khai tấn công cánh vua. Trắng nên để tốt E4 gạ đổi phản công lại khu vực trung tâm. Dọa đẩy tốt xuống E4. E5 tấn công đối tượng vào mã đen. Đen sẽ phải đổi tốt với trắng Tượng trắng lại tốt đen Chồng quân hậu nhăm nhe tốt đen G6 Tượng đen là ba trắng Tiêu diệt bớt một quân bảo vệ tượng Tốt trắng lại tượng đen Với thế cờ này chưa biết mèo nào sẽ cắn miếu nào Tuy nhiên ở ván cao thực tế Trắng không để tốt E4 gạ đổi lại bình xe sang C1 Định phản công bên phía cánh hậu trên cột C Và đây là một sai lầm Trắng làm lại, đen lùi về C8 chuẩn bị lên G4, chuyển quân sang phía cánh vua. Hôm nay, cột C khá kín, không thể đột phá cột C được. Đánh ra trắng lên bình xe C về lại E1 chồng hai xe, tiếp tục tìm cách mở cột E ra. Nhưng thực tế trắng lại lùi xe E về E1 và đây là một sai lầm. Trắng làm lại, đen bình xe H8 chuẩn bị đổi tốt mở cột H cho xe kiểm soát. Trắng lùi về D1. Giờ đen đổi tốt với trắng để mở cột H cũng được. Nhưng thực tế đen phiệu nên F5 trước đã dồn thêm quân để một khi đã phát động tấn công là dứt điểm luôn. Trắng đen hậu F3 gạ đổi hậu nhằm giảm bớt áp lực. Hậu đang là quân chủ lực tấn công nhưng đương nhiên đen không đổi hậu trắng mà dịch hiệu sang G5. Trắng dịch sẽ sang B1. Ở đây đen đổi luôn tốt trắng cũng được. Nhưng thực tế thì đen lên xe H5. Sau đó sẽ lùi ở về H6 trong quân. Xe trước hậu sau thì sẽ an toàn hơn là hậu trước xe sau. Trắng lên xe B2 kiểm soát áo số 2 Giờ đen mới đổi tối trắng Nếu trắng lấy tốt F ăn lại tốt đen Thì tốt E3 trở thành tốt yếu Đen sẽ lùi về H6 Chồng của xe tấn công tốt H2 Trắng lùi tốt về F1 mở đường cho xe Bảo vệ H2 thì đây có xe F5 Tấn công hậu trắng Hậu trắng còn phải bảo vệ tốt E3 Chuyên nước tốt nhất cho trắng lại chạy hậu về E2 Đen sẽ lên hậu G5 bảo kê cho mã nhảy lên G4 dồn quân tấn công cứ điểm tốt E3 và Lambada phi xe lên F2 tấn công hậu trắng. Với việc dồn ép như thế này, chiến thắng cho đen chỉ còn là vấn đề thời gian. Do đó ở ván cờ thực tế, trắng không lấy tốt F mà nó chọn chính xác là đối tốt H ăn lại tốt đen. Đen vẫn lùi hậu về H6 chuẩn bị lùi tiếp xe E8 rồi qua H8 trồng cả ba quân nặng trên cột mà H. Trắng thấy nguy thì lùi ở vệ D1 tăng cường cho hàng số 1. Đen phi sẽ lên H2 kiểm soát hàng số 2. Trắng dừng tốt F4 mở đường cho xe bảo vệ tượng và chặn mất đường tấn công của tượng đen. Đen giờ muốn nhảy mã lên E4 nhưng sẽ bị trắng đổi mã ngay. Chuyện đen đổi tượng lấy mã ở trắng trước. Tốt trắng lại tượng đen. Mã trắng đã bị tiêu diệt. Nên đen mới nhảy mã E4 chiếm lĩnh trung tâm. Tấn công tốt trắng G3 tượng trắng đang bị ghim không thể ăn mã đen được. Trắng hiệu f3 bảo vệ tốt g3 và chồng quân tượng kiểm soát đồ h1 khiến cho đen nếu mà có chồng cả ba quân nặng trên cột h thì cũng không thể thí xe vào h1 để chiếu được. Ngoài các phương án tấn công của đen có vẻ đi vào bế tắc. Ở đây thì đen vẫn nên lùi xe về e8 rồi qua h8 chồng cả ba quân nặng trên cột mã h. Sau đó thí mã ăn g3 để đánh lùi hướng hậu trắng. Nhằm làm suy yếu lực lượng bảo vệ ô h1 thì vẫn có thể thí xe vào h1 chiếu. Tuy nhiên, có lẽ sợ rằng xuống xe e8 sẽ không bảo vệ được tốt b7, trắng có thể phản công lại. Chuyền đen đã không xuống xe e8 mà lại để tốt g5 gạ đổi và đây là một sai lầm. Nếu tận dụng được xe này, trắng nên về bình xe e sang b1 trông hai xe trên quần đường b, tấn công tốt đen b7. Tốt đen ăn e4 thì hậu trắng ăn e4 gạ đổi hậu. Đen mà đổi hậu với trắng thì trắng đi tốt g ăn lại và hết bị mã tấn công. Đen sẽ phải chạy xe và mất tốt b7. Trường hợp tốt đen không ăn f4 mà lùi xe về e8 để qua h8 thì xe trắng ăn b7. Đen có xe h8 thì trắng xí xe ăn f7 chiếu chuẩn bị xuống tiếp xe b7 trong hai xe kiểm soát ngã hàng hàng số ấy. Vua đen không thể ăn xe trắng được bởi vì tốt trắng ăn g5 chiếu mở bắt chết hậu trở lại ván cờ thực tế thời gian của Denis Maniop cũng lúc này chỉ còn hơn một phút cho nên đã không kịp nhìn ra nước bình xe B1 mà lại nên xe E2 chồng hai xe nhằm tháo ghim cho tượng sau đó chắc sẽ lùi tượng về gạ đổi xe và đây là một cơ hội bị bỏ lỡ trong những cơ hội này để lùi xe về H5 bảo vệ tốt G5 Trắng vẫn theo hành lùi tượng về F1 chuẩn bị qua xe H2 gạ đổi nhằm giải tỏa bớt áp lực do đen tạo ra ở đây đen nên đẩy tốt f5 làm mặt đạp dương tốt g4 tấn công hậu trắng tốt trắng ăn g5 thì mã đen ăn lại g5 tấn công hậu trắng trắng chắc chắn mất hậu bởi vì chạy hậu f2 thì xe h1 chiếu hết chạy hậu f4 hay là ăn luôn f5 thì xe đen vẫn h1 chiếu buộc vua trắng chạy f2 xe đen ăn tượng trắng chiếu vua trắng ăn xe đen hậu đen h1 chiếu buộc vua trắng chạy f2 mã h3 chiếu hết Nếu trắng chạy hậu về G2 thì mã đen vẫn H3 chiếu buộc vua trắng chạy H1, sau đó mã đen vẫn chiếu mở bắt chết hậu trắng. Trường hợp trắng không ăn tốt đen G5 mà vẫn theo hoạch qua xe H2 gạ đổi xe thì đen vẫn đẩy tốt G4 tấn công hậu trắng. Trắng chạy hậu G2, xe đen ăn hậu trắng, xe đen ăn xe trắng, hậu trắng ăn lại xe đen, hậu đen ăn hậu trắng, vua trắng ăn hậu đen. Để nhà C3 bắt chết tốt trắng E3 trong xe b3 tấn công mã đen và vẫn dình bắt lại tốt đen b7 thì đen nhảy mã d1 vẫn bắt chết tốt e3 quân tượng của trắng lúc này cũng khá yếu khi bị hàng tốt đen phong tỏa không di chuyển được lợi thế vẫn nghiêng về bên đen trở lại ván cờ thực tế đen không để tốt s5 mà lại đi đổi tốt với trắng và đây là một xe lầm nếu tận dụng được sai lầm này trắng nên bình xe h2 gạo đổi xe đổi xe xong hậu trắng ăn e4 gạ đổi hậu tiếp ván cờ sẽ trở lại cân bằng tuy nhiên thực tế trắng không quan sát H2 gạ đổi xe mà lại đi lấy tốt g ăn tốt đen và đây cũng là một sai lầm trong ra giờ này đây sẽ e6 dọa qua g6 chiếu xe hay hậu hay tượng cản chiếu thì xe đen đều h1 chiếu hết Trắng thanh nguy đẩy tốt F5 tấn công xe đen và ngăn xe đen qua G6. Đèn chạy sẽ F6 bắt lại tốt trắng. Trắng giờ mới qua xe H2 gạ đổi xe Nhưng đã muộn Xe đen đánh vào Xe trắng xe đen Xe đen lại xe trắng Dọa thí xe xuống H1 nhằm đánh lạc hướng hậu trắng Để hậu đen có thể ăn E3 chiếu Lúc này trắng lên lên tượng G2 Vừa che chắn trước mặt vua Vừa tăng cường bảo vệ H1 Thì sẽ kéo dài được cái nỗi đau ra thêm Nhưng thực tế trắng lại ham hố Lấy xe ăn B7 Và đây là một sai lầm chốt video này để thí xẻo hắn 1 triệu và máy tính đi, đi giá đây là nước đi thiên tài sau nước đi thiên tài này trắng chỉ có hai cách là chạy vua g 2 hoặc lấy hậu ăn xe chạy vua g 2 thì hậu h 2 chiếu hết mà hậu trắng ăn xe đen thì bị đánh ra hướng không thể bảo vệ được tốt e 3 nữa hậu đen ăn e 3 chiếu buộc vua trắng chạy g 2 hoặc h 2 mà có chạy đi đâu thì hậu đen cũng g 3 chiếu hết Do đó biết là cô cố gắng cũng chỉ làm lối đau tên giới thôi. Đại tướng Denis Mariop đành chịu thua. Như vậy với tỷ số 3-1, tuyển Việt Nam tiếp tục mạch chiến thắng và bước vào vòng thứ tư đấu với đương kim vô địch là đội tuyển Uzbekistan. Liệu rằng các kỳ thủ của chúng ta có thể vượt qua được đương kim vô địch hay không? Mời các bạn đón xem trong video tiếp theo nhé. Ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại